Hello, xin chào các bạn. Hôm nay Trinh xin chia sẻ món bò kho nha. Ở đây Trinh có hai cái bắp bắp bò. Trinh đã rửa sạch bằng nước muối rồi, tại mình không có tốn có công đoạn rửa cho nó dài cái video các bạn. Trinh đã rửa đây, giờ Trinh sẽ cắt hết mấy cái bầy nhầy, cái gân, cái da bầy nhầy đây nè các bạn. Các bạn cắt đi nha. Giờ Trinh sẽ cắt hết mấy cái nhầy nhầy này nha. Nè các bạn, cắt hết mấy cái da nhầy nhầy nè, dục đi. Mấy cái này không có ngon. Chỗ nào còn thì mình cắt nha. Chỗ nào mà còn, Trinh đã cắt hết mấy cái nhầy nhầy ở trên cái bò này nha các bạn. Hai cái bắp bò này khoảng 600 gram nha các bạn. Bắp bò sau khi mình cắt hết mấy cái da nhầy rồi các bạn, cắt miếng vừa ăn nha, miếng vừa vừa cỡ này. Nè các bạn, và đây Trinh đã cắt ra đây từng miếng nhỏ nhỏ vậy nè các bạn. Bây giờ mình sẽ ướp thịt nha. Đầu tiên mình sẽ dùng cái gia vị bò kho nha các bạn. Bạn múc 2 muỗng. 2 muỗng bột bò kho. Tỏi xay 1 muỗng tỏi xay nha các bạn. 1 muỗng tỏi xay. Một muỗng hành hành bột đó các bạn. Tỏi bột với hành bột luôn 1 muỗng. Và kế đến đó là đường. Các bạn cho 1 muỗng đường luôn. Đây. Nửa muỗng bột nêm. Bột nêm nào cũng được nha các bạn. Và 2 muỗng nước tương. Mình dùng nước tương nấm nè các bạn. Và một ít tiêu xay. Rồi mình trộn lên. Trộn xong các bạn cho 2 muỗng dầu. 2 muỗng dầu ăn nha các bạn. Bạn đậy lại để vào trong ngăn mát 3 tiếng hoặc là qua đêm nha các bạn. Để qua đêm thì để lâu thì thịt càng thấm, nấu nó ngon hơn. Ở đây mình có 2 củ cà rốt mình đã gọt vỏ và rửa sạch. Bây giờ mình cắt ra nha. Các bạn cắt khúc. Vừa vừa như vậy nè các bạn. Khúc này nhỏ quá thì mình chỉ cắt như vậy thôi. Củ này cũng vậy. Và đây mình có một đĩa, một cây sả cắt khúc các bạn, rồi tỏi băm và hành tím cắt lát. Và mình bắt cái nồi, mình cho chút dầu vào nha.
Khi dầu nóng, các bạn cho tỏi băm vào. Cho hành. Và kế tiếp cho sả. Xào cho thơm nha các bạn. Khi đã có mùi thơm rồi cho cà rốt vào. Xào vài vòng nha các bạn. Kế tiếp cho thịt bắp bò vào. Các bạn xào cho thịt nó, bắp bò nó săn lại nha các bạn. Xào nhanh tay. Khi thịt đã săn rồi, mình cho một lon nước rút cà chua nha các bạn. Đây nè, nước rút cà chua có trọng lượng như đây nha các bạn, 5.5 ao 163 ml. Ngay cái thố thịt gia vị nè các bạn, cho miếng nước vô mình chán đều này để mình lấy mấy cái gia vị ngay đây nha, mình đổ vô đây. Các bạn cần đổ thêm nước cho nó xâm xấp mặt thịt nha. Bạn trộn nó lên. Và đợi cho thịt sôi. Khi nồi thịt sôi trở lại các bạn nêm gia vị cho vừa ăn theo khẩu vị của các bạn nha. Đây mình nêm thêm bột nêm nè, chút xíu đường, chút muối. Và các bạn đậy nắp lại, nấu ở lửa vừa 25 phút nha các bạn. Cái nồi bò kho này sau 25 phút mình xem nha. Mình chọt thử thấy cái gân nó cũng còn cứng đó các bạn. Mình sẽ nấu thêm 15 phút nữa nha. Sau 15 phút nha, mình coi lại cái nồi bò kho của mình nha. Mình thấy nó đã mềm rồi nè các bạn. Xiên cái đũa nó đã mềm rồi. Rồi mình tắt bếp nha. Và đây là bò kho của mình đã nấu xong đó các bạn. Nếu các bạn thấy hay, hãy like, share và đăng ký kênh cho mình nha. Cảm ơn các bạn. Bò kho có thể ăn với bánh mì các bạn, bất cứ bánh mì nào cũng được. Ở đây mình mua được bánh mì tròn á.